Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự án đường trục nối vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình là một trong những dự án giao thông quan trọng của tỉnh Nam Định. Đến thời điểm này, tuyến đường đã làm được khá nhiều rồi. Ngày hôm nay thì Hải Đăng TV sẽ cùng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chạy một vòng toàn bộ tuyến để xem tình hình triển khai thực hiện của dự án này đến đâu rồi. Trước khi đi vào nội dung chính, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Hải Đăng TV. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từ khu công nghiệp Rạng Đông. Đoạn từ khu công nghiệp Rạng Đông đến chân cầu Thịnh Long dài khoảng 10 km. Đoạn này được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp với giải phân cách ở giữa. Hiện nay thì đoạn này đã thảm được hoàn thiện khoảng 5 km về phía chân cầu Thịnh Long. Đoạn còn lại phía khu công nghiệp Rạng Đông thì cũng đang chuẩn bị thảm rồi. Đoạn từ chân cầu Thịnh Long đến cầu vượt kênh đào Nghĩa Hưng dài khoảng 8 km thì hiện nay cũng đã thảm asphalt được khá là nhiều rồi. Chỉ còn một vài đoạn ngắn nữa nằm ở các cái nút giao với đường dân sinh là đang lu nền để chuẩn bị thảm. Trên màn hình quý vị và các bạn có thể thấy một số đoạn thì hiện nay đang tiến hành lắp cột đèn, các cọc tiêu và hộ lan. Đoạn từ cầu vượt kênh đào Nghĩa Hưng về đến cây xăng Trường An tại vị trí ngã ba nơi đường trục kinh tế biển tách ra khỏi đường 490C dài khoảng 4 km. Đoạn này thì đã thảm được khoảng 80% rồi. Cũng tương tự như đoạn trên, chỉ còn một vài đoạn ngắn khu vực các cái nút giao với đường dân sinh là đang lu nền để chuẩn bị thảm asphalt. Đoạn từ ngã ba giao với tỉnh lộ 490C về đến cầu Đống Cao dài khoảng 12 km. Hiện nay thì còn một đoạn ngắn từ đường 490C về đến khu vực cầu Quần Liêu là chưa thảm asphalt lớp cuối. Đoạn còn lại từ cầu Quần Liêu về đến cầu Đống Cao thì đã thảm xong rồi. Mặt đường khu vực này rất là đẹp thưa quý vị và các bạn. Đoạn này là khu vực gần nút giao với đường cao tốc CT08 về đến cầu Đống Cao. Cầu Đống Cao thì hiện nay đang thi công rất là nhanh rồi, tiến độ thay đổi theo từng ngày. Hiện nay các cái nhịp dẫn phía bên bờ Nghĩa Hưng thì đã làm xong. Ba nhịp chính ở giữa sông thì đang đúc hẫng cân bằng. Các cái nhịp dẫn phía bên Yên thì cũng vừa gác dầm nốt hai nhịp cuối cùng. Như vậy là đến thời điểm này thì các cái nhịp dẫn hai bên đầu cầu đã cơ bản hoàn thành. Chỉ còn công tác đúc hẫng phía giữa sông nữa thôi. Dự kiến thì đến đầu tháng 9 năm 2024 thì cây cầu sẽ chính thức hợp long. Đoạn từ cầu Đống Cao về đến nút giao Cao Bồ thuộc cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình hiện nay đang bắt đầu thảm lớp cuối rồi. Tuy nhiên thì đoạn này mặt đường đã đẹp lắm rồi. Nó đẹp đến mức mà video gần đây nhất thì Hải Đăng TV cứ nghĩ rằng là đã thảm xong rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm qua khi mà xuống thực tế thì mình thấy là nhà thầu đang tiếp tục thảm thêm một lớp nữa. Như quý vị và các bạn đã biết, tuyến đường trục phát triển kinh tế biển tỉnh Nam Định có tổng mức đầu tư là 5.326,5 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến là 46 km đi qua 16 xã thuộc hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng. Đây là tuyến đường rất quan trọng kết nối vùng kinh tế biển Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định với đường cao tốc Bắc Nam. Đồng thời cũng là cửa ngõ của khu kinh tế Ninh Cơ kết nối với các cái tuyến đường quan trọng quốc gia. Tuyến đường trục kinh tế biển Nam Định sau khi hoàn thành thì sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh Nam Định và mở ra một không gian phát triển về đô thị, công nghiệp, đặc biệt là vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định kết nối với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia cao tốc Bắc Nam và cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.
Tuyến đường còn kết nối với các cái trung tâm kinh tế chính trị trong khu vực và các cái tuyến đường huyết mạch trên địa bàn như quốc lộ 10, quốc lộ 37B, 37C, 21B và các cái tuyến đường tỉnh 490C, 488C và tuyến đường bộ ven biển. Dự án hoàn thành thì sẽ tạo tiền đề thúc đẩy việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, thu hút đầu tư, tạo việc làm và phát triển du lịch cho tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Hải Đăng TV. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ kênh để bà con Nam Định đang ở xa quê hương nắm được tình hình phát triển của quê nhà. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.